Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tèo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Quý vị nghĩa em này ha, này đẹp quá, ghép rồi đó quý vị. Chào anh. Chào thầy Tấn. Mến chào quý ông bà cô bác anh chị em trên khắp mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay mình trở lại kênh thì có giới thiệu với quý vị một số mai phô nha quý vị. Thì mong giao lưu đến toàn thể quý vị và các bạn ạ. Cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ cho mình những clip vừa rồi thành công tốt đẹp ạ. Hôm nay thì về hình thức ship thì mình sẽ ship toàn quốc cho quý vị tất cả các phô nha quý vị. Rồi. Mã số đầu tiên là mã số đầu tiên số 1. Số điện thoại trên clip cũng là số Zalo mình nha quý vị. Rồi, chiều dài em nó ha. Chiều dài, rồi tới đây thôi ha. Tới cổ. Tới cổ là 33. Rồi. Hoành luôn. Hoành là 31. Rồi, xe xay luôn. Đó, dáng nó vậy đó. Này thú chồm. Thú lai. Thú lai. Lai. Đó. Chống chân chịu á. Chống chịu có đầy đủ hết quý vị. Giá luôn nhiêu đây anh? Rồi cái này giá luôn 1.3 triệu luôn quý vị. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp rồi. Theo. Số 2. Số 2. Cây thân dẫn rất đẹp luôn. Rồi tính 1.5 m quý vị. Rồi. 1.5 m cao. Đó. Lấy này có này tông đằng dù luôn ha anh ta. Thoát thân hơi cao ha. Này thoát thân cho cái vụ này thì 92 quý vị. Rồi 92 ha. Rồi xuống hoành luôn. Em này mình mãi gân dữ mình ha. Mình dặn luôn. Nhìn giống cái khế quá ha. Nguyệt quế với khế gì đâu. Quế, ờ y như cái quế ha. Y như cái quế à. Rồi. 30 đi hoành. Đó. Rồi quý vị. Cộng đế là cộng đế muốn bằng cái thân luôn rồi. Đó. Để nè. Hết hồn cũng đế nha quý vị, còn nào nấy to thôi. Còn này có cái gân để nó... Nó ở gần cái khế, nó giống cái khế luôn á. Nè có cộng đế khế nó còn dính miếng nè. Thiệt luôn hả? Nè, cái khế nè, còn này để mai nha, còn bên đây mai à. Rồi. Còn này khế nè. Nè mai nằm dưới nè. Rồi giao lưu như đây anh. Rồi cái này giao lưu 2.6 triệu quý vị. 2.6 triệu. Rồi đúng cây. Số 3 bên đây rồi quý vị. Rồi số 3. Rồi cao luôn. Cao là 75. Rồi hoành luôn. Hoành là 25. Rồi xây xây luôn. Đó. Rồi xuống đế luôn. Đế đẹp luôn quý vị ơi. Đây đây. Rồi luôn nha anh. Rồi 800 ngàn. Đế nùi nùi luôn. Rồi xuống cây. Rồi số tiếp theo. Số 4 bên đây ha. Số 4. Cao 1.5 m quý vị. Hơn 1.5 m tới 1.5 m. Rồi vô hoành luôn. Hoành là 28. 8 hoành. Có số tay cành luôn ha. Có số tay cành. Đây cái gì nghĩa tay cành nè. Có số tay cành ha. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Đó đế chồng đóng luôn quý vị. Dán dữ dội ha. To dày luôn. Rồi giao lưu như đây anh. Rồi cây này giao lưu là 1.1 triệu quý vị. Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cây. Tiếp theo lùng lực bonsai luôn. Số 5. Số 5. Cao 24. Rồi hoành. Hoành 24. Rồi xây xây luôn. Đế cộng tổ tổ quý vị. Chia đều bầu hết. Đó. Dữ dội thấy không. Rồi giao lưu như đây. Rồi 900 ngàn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mà số tiếp theo. Số 6 bên đây ha. Số 6. Rồi. Có số chân cành luôn không quý vị. Cao luôn. Cho ngay cái hả. Cao là 97. Rồi 97 cao. Số tay cành luôn. Rồi xuống hoành đế luôn nha quý vị. Rồi hoành 26. Rồi đế luôn. Đó à, quá trời luôn. Bích bùng luôn. Nôm xòe đều bích bùng luôn. Rồi đế luôn như đen. Rồi 900 ngàn quý vị. 900. Rồi xuống cây. Tiếp theo. Số 7. Bên đây. Đó, chân cành đẹp luôn. Rồi cao luôn. Quyết quyết. 67 cao. Tay cành cũng đẹp quá nè. Chân cành đẹp luôn á. Đế cũng đẹp luôn á. Rồi, cái này mình đo hai vị trí đi chứ để vì nó có cái cũ á. Ở trên rồi. Cái cũ nó là 22. Rồi ở dưới. Hết cái cũ nó là 29. Rồi. Ừ, đế nè. Đó. Đế quá trời nhiều luôn.
Rồi vô luôn nha anh. Rồi cây này vô luôn 700 á, nhiêu ạ? 700. 700 ngàn quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 8 ha. Số 8. Rồi mã số 8. Cao. Cao là 80. Rồi hoành luôn. Hoành là 24. Rồi xây xây luôn. Đó. Rồi xuống đế luôn ha. Đó để. Có trả. Trả không? Đem vô. Đem vô trồng tí phải không? Rồi, rồi trả. Rồi 500 ngàn quý vị. Rồi xuống cây. Bây giờ bạn quay vô xe vô trồng xíu. Rồi tiếp theo. Mã số. Số 9. 9. Cao 51. Rồi. Hoành là 30. Đấy quá trời cộng đấy bự luôn. Đó. Đó. Đây đây. Hết hết thân không? Nôm xe. Rồi giao luôn nha anh. Rồi cái này giao luôn 1.2 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, qua cây số 10 bên đây luôn. Số 10. Có số chân cành. Tới cậu rễ là 82. Rồi. Xây xây luôn. Số tay cành ở trên luôn. Ừ. Rồi, quanh 25. Quanh là 25. 6 yếu nhem. Đó. Tay cành nè. Để nôm. Rồi, để sổ dưới ha. Sổ 24. Rồi. Hồi này chưa tắm rửa vậy thôi nha. Kệ đi, vậy đi. Làm có kịp đâu. Giao lưu như anh. Rồi cái này giao lưu 800. Rồi, 800. Rồi, ok. Rồi mã số 11 bên đây 11 ha. Có số chân cành. Rồi cao luôn. Cao 90. Rồi hoành luôn. Hoành 23. Rồi 23 hoành. Củ. Củ hai tay. Rồi thân lắc viên luôn ha. Lắc viên nhẹ luôn. Có củ lớn. Số tay cành luôn. Rồi xuống đế cận cảnh cái quý vị nhé. Cái đế nè. Đó à. Đây rất đẹp ha quý vị. Có củ to nữa ha. Rồi, luôn như anh. Rồi 7.5 luôn quý vị. 7.5. Rồi, xuống cây. Rồi, 12 bên đây ha. 12. Dáng có cái đuôi. Thú lai. 27 cao. À, 27 hoành. Rồi, 27 hoành. 700 ngàn. Rồi, để quý vị. Đó, để. Dáng quái quái ha. Lắc nhẹ cái lên này vô mình trùm 73 bo 2 bo chơi quý vị. Kép 3 bo quá ha. Ừ. Rồi giao luôn nha anh. 700 ngàn. 700. Đâu? Rinh, rinh ra chứ gì. Được. Để ra ngoài nè. Rồi cao. Để sau lưng em nè. Mã số. 13. 13. À, cao 65. Tài cành cũng quá xa. 21 hay 22 tính 21. 21 của anh đi. Chân cành đẹp. Đế đẹp luôn. Rồi xuống đế quý vị. Đó, nôm xe đều có hết. Rồi, giao lưu như đây. Rồi 500. 500, số 13. Rồi 14. Rồi 14. Có chừng nó té nè. Rồi cao. Rồi 14 cao luôn. 14 cao 1.5 m nha quý vị. Có số chân cành luôn ha. Rồi ngã luôn. Tại bằng quay mình đặt có chân bên đây cao quá nè. Ừ, đặt không bằng. Lỡ cái này đi giờ quay cái sau. Rồi, sửa mình quay lại. Sửa bằng quay lại ha. Rồi xuống hoành luôn quý vị. Rồi. Rồi hoành luôn. Rồi dưới đi ha. Rồi dưới đi ngang quý vị. Vậy đi. 7. Rồi. Mấy cái tay em nè. Để đều ha. Để đều đẹp. Giao lưu như đây. Rồi cái 14 giao lưu 900 ngàn quý vị. Rồi xuống cây. Cây 15 ở trong ha. 15. 15 hay 6? Mày mày. Hả? 15 15. 15. Cao 32. Hoành là 2 25. Ý 26. Rồi 25 6 vậy tầm đó đó. Ừ. Đó. Để rất đẹp nha quý vị. Rồi để nè quý vị. Rồi, vô luôn nha. Rồi 900 ngàn quý vị. Rồi 900. Mã số 15. Rồi. Rồi. Ok. 16. Đúng ạ. 16 cao 1.6 m. Rồi. Có
có 6 chân cành. Chân cành ở đây đâu quý vị, cũng ra từ trên xuống quý vị nghe nghĩa ha. Con số nè 16. Rồi vô quanh luôn. Rồi quanh 24, 25 yếu tính 24. Rồi, đây đây. Đây đều cộng to, xe đều với bít bầu hết quý vị. Rồi, vô luôn như anh ta. Rồi 900.000 quý vị. 900. Đây xe đều tới ha. Rồi xuống cây. Rồi lên em 17 bên đây ha. 17. Cao. Rồi cao nhiêu đây? 1m4. Rồi 1m4 cao. Có 3 cấp thôi. Rồi xuống dưới luôn. Xuống luôn. 34 quanh. 34 đế luôn. Để quý vị nghe nè. Cộng to, xe đều bầu hết nghe quý vị. Mấy con rể cũng đồng cấp hết trơn ha. Đồng cấp mà lại cộng to, xe đều hết. Xe đều quá. Rồi, cho luôn. Rồi 1.9 luôn quý vị. 1.9. Mã số 17. Ủa. Trong mình nó cũng có cái điểm lạ đi ha. Nó quên nó hắn. Xây luôn nè. Đè xuống. Đó, xây qua lại nè. Để đây được rồi đó. Ừ. Là cái bạt này nè ha. Bạt này nè. Giữ không? Đó, điệp lạ quay cho quý vị thấy. Rồi, mã số 18 ha. 18 thú 24 hoành. Rồi. Đó. 24 cao, 24 hoành. 24 hoành, hoành ha, cao. Chưa cao hả? Cao vậy nè, có nhiêu vậy nè? Cao có 19 nè. 19 hoành 24. Ừ. Quay cho các bạn. Đấy quý vị. Đấy đẹp ha. Chào luôn nha anh. Rồi, 2 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 10 mấy rồi anh? 19 phải không? Rồi, 19. 19 luôn. Rồi, cao. 123. Rồi. Hoành. Hoành là 37. Rồi, 37 hoành. Đây. Ngay chỗ cái mà giật cấp đó tay cành lên cũng đẹp. Khá đẹp ha. Rồi để đây gì? Cũng chia đều nhưng mà cộng không được to không nha quý vị. Có cộng to hả? Này cho ăn nhiều nhiều vô. Cho luôn nhiêu anh? Rồi 1.9 triệu quý vị. Rồi 1.9 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo. Rồi mã số 20. 20 ha. Hoành trước đi 33. Lỡ vô à. Rồi cao 25. Rồi xe xây để luôn. Đó. Để cũng quái quái không vậy cái này luôn. Đó, thằng lắc nhẹ đi lên rồi cho luôn nha anh. Rồi cái này cho luôn 1.7 triệu quý vị. 1.7 triệu ha. Mã số 20. Rồi xuống cây. Rồi mã số 21 bên đây ha. 21 cao. Rồi cao luôn 1.5 m đi. Rồi có số chân cành. Rồi mình cho quành luôn ha. Rồi xuống quành luôn ha quý vị. Vậy đo ngay đây nha quý vị. Cấn dưới còn để treo hả? Ừ vậy đi đo vậy tính vậy đi thì 28 thôi. 31 tính 28 thôi. 28 ha. Ừ. Để treo về là mình để quái chơi ha quý vị. Ừ đó chừa cho quý vị mình rép bạn bo vô đó ha. Là mình chừa tược lên cũng được. Cắt gì quý vị rầy. Chơi rễ quái mà. Quái mà. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi cây này giao lưu 1.2 triệu quý vị. Rồi 1.2 triệu mã số 20 phải không? Mã 20 không? 20. 10. Rồi xuống cây. 21. Rồi 21 luôn. Cao. Rồi cao luôn anh. Có số chân cành đẹp. Rồi 89 quý vị. Rồi rồi hoành là 27. Rồi có số tay cành ha. Số tay cành. Thân hơi lắc nhẹ ha. Rồi để luôn quý vị. Để cũng được được quý vị. Có chân cành đẹp thôi. Tứ diện có đủ. Có đủ hết á. Rồi 650 luôn quý vị. 650. Rồi. Số 1 ha. 1 cây, 650. Rồi 22. 22 bên đây. Cao. Rồi cao luôn. 1.5 m. Rồi. Có số chân cành. Đây, từ thoát thân lên nè. Thoát thân 71. Rồi thoát thân lên ha, tay cành đẹp ha. Đẹp. Rồi kéo xuống dưới nha quý vị.
Đế đẹp. Đế quý vị bà. Đế dữ á. Đế còn to nôm nữa. 28 của anh. 8. Ồ, còn chẳng chẳng. Cũng 5 6 cùng to cho chia đều nè. Rồi, giao lưu như anh. Rồi, cây này giao lưu 1 triệu 3 quý vị. 3 quý vị ơi. Đây, xuống cây. Tiếp theo. Số 20 23. Đo hết luôn nha quý vị. Rồi, đó tổng cái cục, cục đó, đó, đó cục 42. Đó, tổng cái cục này chứ không phải tính bằng nha. 42. Rồi, chiều cao luôn. Đó, cao là đo. Đo mới biết được. Cao 39. Rồi, 39. Đó. À. Rồi, để nè quý vị. Bên này này nên có cây ha, dính ha. Này. Cái này một cây à. Cây à, cây nè quý vị. Ừ. Không có cái khe nào hết á. Rồi cây này vô luôn 7,5 quý vị. 7,5 ha. Rồi. Rồi, xuống cây. Mà số tiếp 23, theo 23. Tiếp tục bên đây là 24 nè. 24 cao 1m4. Có số chừng cành đẹp luôn. Đó, quý vị nghĩ chừng cành mình kéo rà nha. Đó, rà xuống nè. Cây này cũng già cây ha, độ già khó ha. Già, lục cục lòng hòn. Rồi, của anh. Luôn. 24, làm yếu tính 4 đi. Để luôn. Để cộng lực nha quý vị. Mã số 24, cành 24. Cái này già cây lắm nha quý vị. Cho luôn nha anh. Rồi, 900 ngàn. 900. Rồi, tiếp theo. Rồi, số 25 luôn. 25. 24, cây này 25. Rồi, cao. Cao luôn. 80. Rồi, 30. Rồi. 30 hoành. Rồi xuống đế luôn. Mấy em này mặt cắt kéo mạnh hết trơn. Kéo nhựa rồi, kéo nhựa rồi quý vị. Kéo cắn nè. Rồi, giao luôn như anh. Rồi, cái này giao luôn 650 quý vị. Rồi, 650. Rồi. Rồi, tiếp theo. Hai mấy? Giờ 26 nè. 26 cao. Làm gấp với anh. Là 108. 650. Rồi, cây này cao 108 của anh. Của anh là 29. Rồi, nói gì cũng từ từ anh ta. Chạy theo anh không kịp rồi đó anh ta. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Rồi, đế nè. Rồi, cái này giao lưu quý vị mình 800 ngàn quý vị. Rồi, 800. Rồi, mã số 27. 27. Rồi, có 3 cây ha, mã số 3 cây. Cây cao nhất. Cao nhất là 130. Cây cao nhì 130. Cái thấp nhất 70 không? À, cái, hả? Thấp nhất khoảng nhiêu anh? Thấp nhất có 65 à. Rồi, 65 ha. Rồi, thấp nhất hoành luôn. Rồi, đó hoành đi. 24. 24, em cao nhất hoành. 21. 21, anh cao giữa. 22. Rồi, xây xe luôn. Ở cái gì nhí đường thân rồi, thái cạnh đây ha. Rồi, ra từ từ xuống luôn nè. Xuống cái đế luôn rồi nè. À. Đó. Ba này giảo nha quý vị. Biết trơn luôn. Ba này giảo nè. Đó, có bịch mũ trắng trắng trong góc là nhìn thấy biết liền. Rồi, giao lưu như lên. Rồi, giao lưu quý vị, mình 1,2 triệu luôn quý vị. Rồi, 1,2 triệu, 3 cây, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, số 28, 3 cây luôn. 28. Cây này cũng một chạng à ha. Chiều cao á. Cao có một chạng à, đo hoành thôi. Đo chiều cao một em thôi cũng được á. Hoành 20. 20. Em đó. 23. 23. Em này bự lên nữa nè. 25. Rồi, chiều cao em thôi. 28. Rồi, xe xe luôn. Vô để luôn nhìn cái gì. Ba em này để cũng xe đều đều không nè. Đế đẹp ba, cái này đế đẹp. Ba em này cũng dảo luôn nè. Nó đó. Mũ nè. Mũ trong góc là nhìn đã biết liền, cái này nằm dấu à. Rồi, giao luôn nha anh. Rồi, 1,1 triệu ba cái này quý vị ơi. 1,1 triệu ha. 28 rồi, giờ đã 29 ha. 29. 29 2 cây ha. 29 3 cây là đông cây rồi. Đây nè. Rồi. Để không có được quý vị. Được ha, hồi hồi xong hai em này đem đó là. Rồi, 29 cũng 3 cây luôn. 3 cây. Rồi. Rồi. Đo đây đi, cao như hai cây này, cây cao 44. Rồi. Rồi cao 94. Gì 94 dữ vậy? Cao cây này 94, cây kia 44. Cái gì 94? Ủa 49. 49 là. Rồi, quành đo đây đi.
25. Cái 23. Rồi. Rồi. Nghe nó cái. Đó. 44 có đó 4 cây đó đó. Ừ. 29 là mấy cây? 3 cây. 3 cây. Rồi xuống 29 có 3 cây nghe quý vị. Rồi lên cây thứ 3 của lô 29 ha, của mã 29 ha. Rồi cây số 3 này đẹp nhất. Rồi cao luôn. Cao. Cao nhiêu đây? Cao 69. Rồi hoành luôn. Hoành đô này đi. 22. Rồi 22 ha. Bây giờ nó sâu vô trong quá. Ra một rồi. Mạnh cây rồi. Mạnh khỏe đây. À, để đây. Đó. Để cũng đặt cái này. Mã 29 này có 3 cây. 3 cây 1.1 cái gì? 3 cây 1.1. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tôi dính cho để lên luôn đi. Đây nè, đây đây nè. Mã số 34 cây. Chịu này, chịu tôi kéo này lại chút. Đó, giữ ha. Vô vô. Rồi. Vì sao càng đông ha. Bốn em luôn. Rồi tránh siêu siêu đại đi anh. Đại đi, kệ đó. Không sao nó nằm trên bàn quay được. Bà con mình ráng nhướng. Đó. Mì té hoài hả? Rồi chim vô rồi. Xong. Đó, 4 cây luôn. Rồi. Rồi này tính cao 30 hết đi. Rồi, tầm đó ha. Nó chi không tới đâu quý vị. Thì vậy á, ngang ngửa hôm mấy 30. Mười mấy tới 30 đó. Rồi quanh. À, cái này 24. Rồi. Này dính cái cũ hả? Tính luôn đi 24 luôn. Này 22. Hai em kia. Này 22 luôn. Rồi. Hai thằng 4 hai thằng 2. Để nè. Đó, để vậy đó. Đó, đẹp đẹp không chứ ba. Đẹp đẹp không ha, 4 cây nhiêu anh? 4 cây này 1.2 triệu quý vị ơi. 4 cây 1.2 triệu luôn. Rồi, xuống cây luôn. Đúng rồi, lên hai đó. Rồi, mã số 31 ha. Một cây 31, ha. 31 phải không? Rồi thôi vậy cây hai cây nữa được rồi. Làm hết đi anh Tèo ơi. Làm hết đi. Rồi cao 132. Chưa làm gì. Tèo quay bên từ anh Tèo chưa. 132 cao. Rồi. 28 của anh. Rồi. Ừ. Rồi, để đây quý vị. Còn mấy cây quay hết luôn cho rồi chưa làm. Đó, để đẹp nha. Rồi, cho luôn. Ra một rồi. Cây này 800 ngàn quý vị ơi. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Rồi, 32. 32. Rồi, dịnh luôn. Cao. Chịu vô người luôn. Nó có tầng trên nó có nhiêu vậy đó. 79. Rồi, vô hoành luôn ha. Hoành 33. Rồi, xây xây luôn anh. Cây này nó có cái vết bị gì đó. Này giống biết nữa. Con gì cạp á. Ngồi cũng ra một cái trơn rồi. Rồi để nè. Đó, dạo nữa đó. À, có cái bịt mũi dưới ha. Mà dạo ha. Rồi. Mũi trắng ở dưới đó. Nó có cái vết này nha quý vị. Rồi con gì cạp. Rồi. Rồi dạo luôn như vậy. 1.1 triệu thôi. Đế đẹp. Ha. Có cái thẹo đó bán 1.1 triệu thôi. 33 luôn. 33. Cao 28. 1.1 triệu. Rồi hoành là 32. Đó, quái dị không? Lạ lùng chưa? Đó. Đây, có cây tử ha. Có cây tử dính đây nè. Nhưng mà nó quẹo theo thiệt đẹp. Rồi, vô luôn nha anh. Rồi, 1.1 triệu luôn quý vị ơi. Rồi, 1.1 triệu, 30, mã số 33. Rồi, 34 cao, 32. 34 bên đây. Hoành là 29. Rồi, xây xây luôn. Đó, đây cũng quái quái luôn. Này như tiền hả? Không nhớ. 1.3 triệu. Rồi, mã số này. Cái này 650. 650 nha quý vị, mã số 34. Còn cái cây đó nãy báo nhiêu quên rồi? Quên rồi, mã số 33 nhiêu rồi. Cây đó 1.1 triệu á. Rồi. Rồi, mã số 35 ha. Rồi, mã số 35. Cao luôn. Cao 32. Rồi. Hoành là 24. Có cái cũ bự nha quý vị. Đó. Rồi cái này vô luôn 550 thôi quý vị ơi. Rồi 550. Rồi. Mã số 36 ha. 36. Đó. Cao 1.8 quý vị ơi. 1.9 á, 1.9 1.8 đó. Rồi vậy đi. Thằng lắc lắc ha. Thằng lắc. Bầu không im. Bầu không im gì trơn. Cây này mới dảo nha quý vị. Lắc mà cái bầu ở trên cũng lắc.
cây dạ, lắc ha. Bầu lắc luôn rồi té luôn. Thôi chịu vô. Chịu vô cho cái hoành rồi, chịu vô dây vậy luôn ha. Giác luôn. Giác nó luôn, giác dai luôn. Bao nhiêu á? 32. Rồi vậy đi. Rồi, giác đế to nha quý vị. Gàng tay. Đây. Ừ. Chịu nha. Đó. Này mày dảo ha. Thân lắc đẹp ha. Mà số 36 vô luôn nhiêu đi anh? Ờ 1,7 triệu luôn quý vị ơi. Rồi, đưa em nó xuống. Ra một nhóc hết trơn nè. Rồi, mã số tiếp theo 37 ha. 37. Cao 125. Rồi. Rồi hoành là 28, 29 nếu tính 28. Để xây luôn anh ơi. Cái gì nghe tay cành kỹ nha. Rồi dựng anh Tèo. Tay cành đẹp. Rồi dựng đó anh Tèo. Để em kéo ra xuống nha quý vị. Đế chồng đống luôn quý vị. Nè, để đây đi. À, còn to nè. Rồi, giao luôn như đây anh. Rồi cái này giao luôn 800.000 quý vị. 800. Rồi. Hỏi okay. Không? Mã số 37 nha quý vị. Rồi. Rồi. Hết cây. Rồi, hết cây. Chiếc này hơi dài nha quý vị. Có nhiều cây quay hết mà. Hết đi. Chưa là. Rồi, 115 cao. Rồi. Ngồi kéo hai mấy bánh bao xuống giùm em nha. Hoành là 37 tính 36. Rồi. Đây xây luôn, góc hơi lắc nhẹ ha. Rồi. Không nhớ. 800. Để đây. Rồi cây cuối clip. 38. Ê bền lâu bán rồi bán luôn. Giá 1,9 triệu luôn. 1,9 triệu. Ừ, bao ship toàn quốc luôn. Chơi luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mình dạng alo anh Teo. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.